5 sai lầm khi chăm sóc vùng kín mà chị em hay gặp phải. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Ở trên channel này, nếu mọi người là những subscriber lâu năm thì mọi người đã biết là ở trên channel này chúng ta không ngại một cái gì cả. Từ việc là quần lót này, áo lót này, rồi là rụng râu này, rồi tất cả những cái tip cho tất cả các bạn gái, những gì mọi người cần thì mình đều nói hết rồi. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ nói về 5 sai lầm chăm sóc vùng kín mà các bạn gái hay gặp phải. Nên là nếu mọi người xem video này và mọi người biết là ai đang làm sai hoặc là muốn chia sẻ với cô dì, chú bác, tất cả những người nào cần biết thì mọi người hãy chia sẻ giúp mình nhé. Và mình hy vọng là video này sẽ hữu ích cho những bạn nào đang xem video này để mọi người biết cách chăm sóc vùng kín cho nó đúng hơn. Ok, chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhé. Sai lầm đầu tiên đó là cách mọi người vệ sinh vùng kín như thế nào. Thì cái mình thấy mọi người gặp nhiều nhất ấy, đó chính là mọi người hay thụt rửa khi vệ sinh. Thụt rửa ở đây có thể bằng hai cách, mọi người có thể dùng tay hay là dùng những cái tia nước mạnh để tác động lên cái vùng kín của mình. Và mọi người nghĩ là làm như thế thì nó sẽ gọi là sạch bong kín kít và nó sẽ tốt cho cái vùng kín của mình, đúng không? Nhưng mà đây là một cái sai lầm vô cùng lớn mà mọi người không bao giờ nên làm nữa. Trước tiên là khi mọi người nghe đến cái từ thụt rửa là nó đã vô cùng là mạnh rồi. Cái vùng da ở dưới vùng kín của mình nó là một cái vùng da vô cùng nhạy cảm, nên là mọi người sẽ dùng một cái lực nó rất là nhẹ thôi, cũng như là phải nâng niu ép nó. Và tiếp theo, nói về cái nó gọi là khoa học hơn một tí, thì ở trong vùng kín của mình nó sẽ có hai loại vi khuẩn, đó là lợi khuẩn và hại khuẩn. Và khi mà mọi người thụt rửa ấy, nó sẽ vô tình lấy đi những cái lợi khuẩn. Và khi mà cái hệ vi sinh ở trong vùng kín của mình nó không được cân bằng thì nó sẽ gây nên những cái bệnh như là ung thư phụ khoa này, hay là sẽ gây dễ nhiễm trùng khi mọi người quan hệ tình dục. Và cách rửa đúng nó như thế nào? Cách rửa vùng kín đúng á là mọi người sẽ rửa từ đằng trước ra đằng sau. Đó, từ đằng trước ra đằng sau nhá, để cho những cái vi khuẩn nó sẽ không có xâm nhập được vào cái phần âm đạo của mình. Thì cách rửa đó mới gọi là cách rửa đúng, và mọi người nên rửa nhẹ nhàng nhất có thể. Sai lầm thứ hai đó là mọi người chọn sai sản phẩm khi vệ sinh vùng kín. Mình thấy có rất nhiều bạn là khi mọi người đi tắm này thì mọi người sẽ tiện tay lấy luôn cái xà phòng tắm hoặc là lấy luôn cái sữa tắm để mọi người rửa luôn. Hoặc là khi mọi người đi du lịch ấy, mọi người đi vào trong những cái siêu thị, mọi người mua luôn những cái giấy ướt mà nó có mùi rất là thơm để mọi người dùng để lau những cái vùng kín đó. Thì đúng là khi rửa thì mình sẽ không thấy có vấn đề gì đâu, nhưng mà mình nghĩ là người ta sản xuất ra dung dịch vệ sinh phụ nữ là phải có lý do của nó. Và đối với cả bản thân mình ấy, mình sẽ có những cái gạch đầu dòng để tiêu chuẩn cho những cái dung dịch vệ sinh phụ nữ mà mình dùng. Đầu tiên đó là mình không dùng những sản phẩm có chứa sulfate. Cái thứ hai đó là mình chỉ sử dụng những sản phẩm nào có độ pH an toàn cho vùng da nhạy cảm. Và thứ ba đó là nguyên liệu trong những cái sản phẩm đó phải vô cùng rõ ràng và an toàn. Bây giờ mình sẽ nói về gạch đầu dòng đầu tiên nhá, đó là không dùng sulfate. Sulfate nó là một cái thành phần làm sạch mà có trong rất nhiều những cái sản phẩm mỹ phẩm làm sạch, ví dụ như là sữa rửa mặt hay là sữa tắm, và trong những cái dung dịch tẩy rửa. Tất nhiên là mình sẽ không thể nào mà chối bỏ cái việc là nó sẽ làm rất sạch da mặt mình, hay là làm sạch bã nhờn, hay là làm sạch bụi bẩn. Thế nhưng mà khi mọi người dùng những cái sản phẩm có sulfate trong một thời gian dài ấy, thì nó sẽ gây ra một cái tác hại, đó là tích lũy kích ứng. Như mọi người có thể tưởng tượng là mình rửa bát bằng nước rửa bát mà mình không có đeo găng tay trong một thời gian dài ấy, thì cái tay mình nó sẽ bong chóc này, nó sẽ mẩn ngứa và nó sẽ bị mất nước. Thì đấy là tích lũy kích ứng. Và mọi người thử tưởng tượng là đối với cả tay mình nó đã như thế rồi, và nếu mà nó tác động vào trong cái vùng kín của mình trong một thời gian dài thì nó sẽ như thế nào. Thế nên là mình sẽ nói không với cả những sản phẩm nào mà có sulfate để dùng vệ sinh vùng kín của mình. Thay vào đó thì mọi người có thể sử dụng những cái sản phẩm nào mà có thành phần làm sạch an toàn hơn. Ví dụ như là sản phẩm của dung dịch vệ sinh phụ nữ thế hệ mới của Smoothie, thì ở trên này có một cái thành phần làm sạch rất là an toàn, đó là hoạt chất thế hệ mới desin glucoside. Mọi người có thể nhìn thấy ở ngay cái vỏ ngoài này luôn. Nếu mọi người có tìm hiểu thêm về cái hoạt chất làm sạch này ấy, thì nó có mặt ở trong rất nhiều những cái sản phẩm mà vệ sinh dành cho em bé, ví dụ như là sữa tắm hay là dầu gội, và những cái sản phẩm làm sạch
rau củ an toàn cho cái việc ăn uống thì nó đòi hỏi cái độ an toàn rất là lớn. Ngoài ra thì cái thành phần của desin glucoside này thì là thành phần 100% từ thiên nhiên này, từ ngô với cả dừa, nên là rất an toàn và lành tính khi mọi người sử dụng và không có tác động của hóa học. Chính vì thế nên là sản phẩm này có thể làm sạch ở trên mọi độ pH và nó sẽ không gây ra những cái tác động như là tích lũy kích ứng này, hay là khô da này, hay bị mất nước khi mọi người sử dụng trong một thời gian dài. Và nếu mọi người đọc ở trong cái thành phần của sản phẩm này ấy, mặc dù nó là một cái brand của Việt Nam, nhưng mà những cái thành phần sử dụng ở trong này thì đều là những thành phần nhập khẩu. Ví dụ như là chiết xuất lô hội từ Mỹ này, chiết xuất hoa hồng từ Tây Ban Nha này, chiết xuất cúc la mã từ Indo này, và cả collagen từ ở Đức nữa. Nên là khi mọi người mua bất kỳ cái loại dung dịch vệ sinh phụ nữ nào thì mình thấy là tìm hiểu về cái thành phần nó là một cái vô cùng quan trọng. Và khi mà mọi người mua ấy, mọi người nhìn thấy là có hai sản phẩm khác nhau đúng không, mà mọi người đang không biết là nên dùng cái nào, thì mình sẽ review một chút. Hai cái này thì nó đều có cảm giác là rất là dịu nhẹ khi mà mình sử dụng, và nó rất là ít bọt, hoàn toàn là hầu như nó không có một chút bọt nào cả. Nhưng mà cái cảm giác khi dùng ấy thì nó sẽ khác nhau một chút nha. Cái này thì nó sẽ có một cái mùi thơm nó rất là nhẹ, nhẹ lắm ấy, chỉ có mùi thơm gọi là thoang thoảng thôi. Và cái cảm giác dùng ở trên nó rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà cái này ấy thì nó sẽ tạo một cái cảm giác là nó kiểu the the mát mát khi mà mình sử dụng. Nhưng mà nó chỉ gọi là mát nhẹ thôi, chứ nó không bị gắt như là khi mọi người sử dụng cái băng vệ sinh Diana Cool. Và nó có thành phần bạc hà nên nó sẽ có kháng khuẩn và ngăn mùi tốt hơn. Nên là mình thường dùng cái này vào trong những ngày rụng râu. Còn bình thường thì mình sẽ dùng cái loại này, thì mình đang dùng cả hai cái luôn. Đó, mọi người có thể check link ở dưới description box nhé. Sai lầm thứ ba đó là mọi người vệ sinh vùng kín quá nhiều lần trong một ngày. Có những bạn ấy, khi mọi người kiểu nhìn trong cái quần lót của mình ấy, thì mọi người sẽ thấy là có một cái gì đấy hơi bẩn một tí thôi là mọi người sẽ đi rửa luôn. Thế là một ngày rửa đến 5-7 lần mà cảm giác là như thế là cái vùng kín của mình nó rất là sạch ấy. Nhưng mà không nhá mọi người, một lần duy nhất trong một ngày là đủ rồi, mọi người không cần phải rửa quá nhiều lần. Bởi vì khi mọi người rửa quá nhiều lần thì nó sẽ bị mất cân bằng cái độ pH và nó sẽ gây ra những cái bệnh phụ khoa không cần thiết. Và cái dịch tiết ra từ âm đạo ấy, nó là một cái không có gì là xấu cả. Nó là một cái vô cùng bình thường để nó có thể duy trì được cái độ ẩm cũng như là độ pH ở dưới vùng kín. Nên là trừ khi trong trường hợp là mọi người thấy là cái phần quần lót của mình ấy nó kiểu bị có mùi hôi hơn bình thường, hoặc là nó có một cái màu nó khác hơn bình thường, thì mọi người cần phải đi khám để xem là mình có vấn đề gì. Chứ nếu mà vệ sinh vùng kín ấy, chỉ cần một lần duy nhất trong một ngày là đủ nha, không cần nhiều hơn. Nhân tiện đang nói về có vấn đề thì phải đi khám, thì mình sẽ nói luôn về sai lầm tiếp theo. Đó là mọi người không đi khám định kỳ thường xuyên. Thường xuyên ở đây là bao nhiêu thời gian? 6 tháng một lần thì mọi người sẽ nên đi kiểm tra là mình có vấn đề gì không. Tất nhiên là mình hiểu cái cảm giác mà khi đi khám phụ khoa ấy, nó kinh khủng như thế nào. Mặc dù là mình đã đi rất nhiều lần rồi, nhưng mà nghĩ đến thì mình vẫn kiểu hơi rùng mình ấy. Nhưng mà cái này thực sự cần thiết nha mọi người. Đặc biệt là nếu mọi người muốn biết là mình có bị ung thư cổ tử cung hay không, thì mỗi lần đi khám thì mình thấy bác sĩ hay nói là em có muốn kiểu test luôn ấy, để xem là cái phần trăm bị ung thư cổ tử cung của mình là bao nhiêu. Đặc biệt là với những bạn nào mà mọi người chưa có tiêm phòng ung thư cổ tử cung á, thì mọi người nên đi tiêm sớm nhất có thể. Bởi vì bây giờ hồi xưa ấy, là mọi người phải tiêm 3 mũi, nhưng bây giờ là có một cái loại vaccine mới, mọi người chỉ cần tiêm một lần thôi là đã có thể phòng được cái ung thư cổ tử cung rồi. Và đây là một cái căn bệnh mà rất phổ biến trong các chị em phụ nữ. Thế nên là nên đi khám thường xuyên, cũng như là nên đi tư vấn để xem là mình có vấn đề gì không để còn giải quyết. Bởi vì nó không phải như cái da mình ấy, là mình nhìn thấy nó có mụn hay là mình nhìn thấy nó có vấn đề đúng không. Ở trong cái vùng kín của mình nó rất là khó để mà mình có biết là nó có bị gì không. Chỉ có các bác sĩ khi mà mình đi khám, người ta có những cái trang thiết bị cần thiết ấy, thì người ta mới có thể biết được. Nên là 6 tháng một lần nha mọi người. Điều cuối cùng, sai lầm cuối cùng mà mình nghĩ là không ai nên mắc phải, bởi vì cái này mình thấy nó rất là vô lý ấy. Tức là cái vùng kín của mình, như mình nói là nó là một cái vùng rất nhạy cảm, và nó ảnh hưởng đến việc sinh nở, ảnh hưởng đến việc quan hệ tình dục, ảnh hưởng đến rất nhiều những cái của phụ nữ. Nhưng mà rất nhiều bạn lại mua những cái gel hay là những cái thuốc đặt mà nó thực sự là không rõ nguồn gốc để mọi người dùng ở trong cơ thể của mình. Mình biết là xem livestream hay là kiểu nghe mọi người tư vấn ở trên mạng thì nghe nó rất là gọi là xuôi tai ấy, và nghe nó rất là muốn mua, muốn thử.
Nhưng mà mình nghĩ là đây là những cái mà nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của mình, và không phải là cái gì mà mình cũng có thể đặt vào trong cơ thể của mình được, đúng không? Đây là cái mà mọi người phải đặt vào trong người của mình cơ mà, nhớ nó còn và cái gì còn lại trong đấy thì sao. Nói chung là mình không thể hiểu nổi tại sao một số người lại vẫn có thể mua được những cái thuốc không rõ nguồn gốc để dùng. Đấy là cái sai lầm mình đang muốn nói đến đấy. Không ai nên dùng những cái thuốc và những cái gel mà được bán kiểu tràn lan trên thị trường chỉ bởi vì quảng cáo nghe nó rất là hay cả. Nếu mọi người thấy mình có vấn đề thì nên đi khám và nghe tư vấn của bác sĩ và chỉ dùng những cái thuốc mà được bác sĩ chỉ định thôi. Để kết lại video này thì mình nghĩ là 5 điều vừa rồi là 5 cái mà cực kỳ cơ bản. Nhưng mà nếu mà mọi người chỉ cần làm đúng những cái điều mà mình vừa nói á, và đi khám thường xuyên để xem là mình có vấn đề gì không, thì chắc chắn là cái việc chăm sóc vùng kín của mình sẽ đơn giản hơn rất là nhiều. Và nếu mà mọi người còn có góp ý gì nữa này, hay là mọi người còn muốn comment thêm cho những bạn gái khác cùng biết, thì có thể viết ở dưới phần comment ở dưới nhá. Video ngày hôm nay thì đến đây là hết. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành thời gian xem video này, và chúng mình sẽ gặp lại nhau trong những video tiếp theo. Bye bye.